Thầy thân chào các em học sinh trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy giới thiệu tiết bài tập truyền tải điện năng đi xa, máy biến thế. Thì trong tiết này thì thầy sẽ chia sẻ các em hai cái nội dung. Thứ nhất là phương pháp, thứ hai là bài tập vận dụng. Thì về phần phương pháp thì có một số kiến thức căn bản và thầy giới thiệu cho các em, nhắc lại các em để các em nhớ. Sử dụng công thức tính công suất hao phí, P hao phí bằng R chia U bình nhân P bình. Thì công thức này thì đã giới thiệu ở tiết học trước, thì hôm nay thầy giới thiệu thêm một công thức khác để tính P hao phí. Thì công thức số 2 và công thức số 1 các em thấy nó chỉ khác nhau là công thức số 2 thầy đưa cái P bình phương và Q bình phương vào trong ngoặc, tức là P trên U tất cả bình phương rồi nhân cho R. Thì sử dụng công thức này trong cái bài tập sẽ rút gọn được về cái phép tính của mấy em, nó đơn giản hơn, các em tính nhanh hơn. Về đơn vị thì công suất đơn vị là watt, cho nên người ta cho kilowatt, megawatt, các em phải đổi về watt. Và công thức thứ hai là công thức máy biến thế. Thì U1, U2, N1, N2 đó là những đại lượng gì? Các em đã học ở tiết trước. Ta nhớ 1 là sơ cấp, 2 là thứ cấp. Như vậy U1, N1 là hệ điện thế và số vòng của dây sơ cấp. U2, N2 là hệ điện thế và số vòng của dây thứ cấp. Điều quan trọng là mình phải biết khi nào máy biến thế làm tăng thế hoặc là giảm thế. Thì điều này có thể là các em dựa vào cái đề bài người ta cho, hoặc là các em dựa vào những cái dấu hiệu để các em nhận biết. Dựa vào số vòng dây, nếu số vòng cuộn sơ cấp nhiều vòng hơn cuộn thứ cấp, hay là hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp lớn hơn hiệu điện thế thu được cuộn thứ cấp, thì máy biến thế làm giảm hiệu điện thế. Và ngược lại, N1 bé N2, U1 bé U2 thì máy biến thế làm tăng hiệu điện thế. Và một cái chú ý nữa là trong cái bài tập truyền tải điện năng có sử dụng máy biến thế. Thì ta nhớ ở cái tiết trước là truyền tải điện năng đi xa, và khi ta sử dụng công thức này thì cái U này là hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện, chính là hai hiệu điện thế ở hai cực của máy phát điện. Và bây giờ muốn giảm hao phí điện năng, người ta phải tăng hiệu thế lên. Và cái cách tăng hiệu thế lên, người ta đã dùng cái máy biến thế. Cho nên là khi truyền tải điện năng mà có sử dụng máy biến thế thì ta phải lưu ý cái điểm này, là hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện, tức là U đó, trong công thức số 1 đó, thì bây giờ nó trở thành hiệu điện thế U2 của cuộn dây thứ cấp của máy biến thế đó. Còn hiệu thế U1 của cuộn sơ cấp là hiện thế phát ra từ nhà máy điện. Nói tóm lại, khi ta làm bài tập về truyền tải điện năng đi xa có dùng máy biến thế, thì trước khi ta đi tính P hao phí thì ta phải tính hiệu điện thế của cuộn dây thứ cấp, rồi các em mới tính P hao phí. Cụ thể hơn thì ta lần lượt đi qua những bài tập như sau. Bài số 1: một học sinh chế tạo một chiếc đèn ngủ bằng cách dùng một bóng đèn sợi đốt 6V 3W nối vào mạng điện xoay chiều 220V trong nhà qua một máy biến thế. Thì đọc đến đây thì ta phải ngầm hiểu, phải hiểu được đây là máy tăng thế hay là máy giảm thế. Thì cái thứ nhất, người bạn học sinh này sử dụng một máy biến thế, và máy biến thế này được mắc vào mạng điện xoay chiều 220V. Và để thu được một triệu điện thế ở bóng đèn sợi đốt là 6V. Như vậy 220V chính là hiệu điện thế của cuộn dây sơ cấp, còn 6V chính là hiệu điện thế của cuộn dây thứ cấp. Câu A: học sinh này phải dùng máy tăng thế hay hạ thế? Câu B: tính tỷ số số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp. Và câu C: nếu bóng đèn này được thắp sáng 8 giờ mỗi ngày thì tiền điện phải trả cho bóng đèn trong một tháng là bao nhiêu?
cho rằng giá tiền điện là 1.600 đồng trên kilowatt giờ. Thì ở câu C nó lại liên quan đến kiến thức của chương 1, đó là tính điện năng tiêu thụ. Và tính theo đơn vị kilowatt giờ thì ta sẽ tính được số tiền điện. Mình tóm tắt. Như vậy là U1 bằng 220V và U2 bằng 6V. Thì câu 2 dễ dàng ta trả lời được. Đây là máy biến thế có tác dụng giảm hiệu điện thế xuống. U2 bé hơn U1, 6V nhỏ hơn 220V. Như vậy đây là máy hạ thế. Và câu B ta cũng dựa vào công thức của máy biến thế thì ta tính được tỷ số xô ohm giây giữa hai cuộc. Ta viết công thức máy biến thế trước rồi các em suy ra tỷ số N1 trên N2 rồi các em thay số. Ở câu C, tính điện năng tiêu thụ trong một tháng theo đơn vị kilowatt giờ. Như vậy từ cái điều kiện bóng đèn người ta cho là 3W, các em phải đổi ra kilowatt. Thời gian là 8 giờ mỗi ngày, các em phải nhân cho 30 ngày. A bằng P nhân T, các em đổi ra kilowatt. Thời gian các em nhân thêm cho 30 ngày. Như vậy điện năng tiêu thụ bằng 0,72 kWh. Số tiền điện phải trả 1.152 đồng. Như vậy qua bài này ta thấy công thức thì cũng không có gì phức tạp, ta cũng dùng công thức máy biến thế. Thì có thêm cái công thức tính điện năng thì ta phải nhớ lại ở chương 1. Ta qua bài số 2. Một máy biến thế khi được đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp, một thì điện thế xoay chiều là U1 bằng 220V. Thì hai đầu cuộn sơ cấp xuất hiện một thì điện thế xoay chiều U2 bằng 110V. Đó là lúc đầu. Do nhầm lẫn, người ta không đặt thì điện thế xoay chiều U1 bằng 220V vào hai đầu cuộn sơ cấp mà lại đặt vào hai đầu cuộn thứ cấp. Người ta lưu ý chỗ này. Khi này ở hai đầu cuộn sơ cấp xuất hiện một thì điện thế xoay chiều U,2 bằng bao nhiêu? Thì đây là một cái bài tập chỉ hoàn toàn sử dụng công thức máy biến thế. Và qua cái bài này ta thấy người ta có thể đặt hiệu điện thế xoay chiều vào cuộn dây nào cũng được trong hai cuộn dây. Thì ở cuộn dây còn lại sẽ xuất hiện một cái điện thế xoay chiều. Thì ở đây cụ thể là lúc đầu người ta đặt đúng hiệu điện thế U1 vào cuộn dây sơ cấp. Nhưng mà lúc sau người ta mắc nhầm, người ta lại đặt vào cái cuộn dây, người ta đặt cái hiệu điện thế U1 vào cuộn dây thứ cấp. Thì ở đây khi đặt vào cuộn dây thứ cấp một hiệu điện thế xoay chiều là 220V thì chắc chắn là hiệu điện thế ở cuộn dây sơ cấp nó sẽ khác đi. Có một điểm ta lưu ý là cái số vòng dây của hai cuộn là giữ nguyên. À, bây giờ ta đi vào chi tiết cái bài này. Thì ở đây thì ta tính U,2. Thì dựa vào cái điều kiện lúc đầu, các em sẽ dễ dàng tính được tỷ số số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp. Ta viết công thức máy biến thế ra và ta tính tỷ số số vòng dây thì ta đặt cái tỷ số N1 trên N2 bằng U1 trên U2 rồi các em thay số. Và khi người ta nhầm lẫn, tức là người ta đổi thứ tự vòng dây, số vòng dây, thì lúc đầu cuộn thứ cấp là N2, bây giờ người ta mắc nhầm hiệu thế xoay chiều U1 vào cuộn này thì cái cuộn này trở thành cuộn sơ cấp lúc sau, cho nên là N2 sẽ là N2 N1 phẩy. Còn cuộn sơ cấp lúc đầu trở thành cuộn thứ cấp lúc sau, N1 bằng N2 phẩy. Cái phẩy này có nghĩa là lúc sau đó. Rồi các em nắm được ý này chưa? Nhớ là số vòng nó không thay đổi, số vòng dây không thay đổi, nhưng mà thứ tự của cuộn dây từ cuộn dây sơ cấp bây giờ trở thành cuộn dây thứ cấp.
từ cuộn dây thứ cấp bây giờ trở thành cuộn dây sơ cấp. Rồi ta cũng áp dụng công thức của máy biến thế, ta tính được thì điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp lúc sau U1 phẩy trên U2 phẩy bằng N1 phẩy trên N2 phẩy, và như thầy đã nói N1 phẩy bây giờ trở thành N2, N2 phẩy trở thành N1. Như vậy ta thay N1 phẩy trên N2 phẩy bằng N2 trên N1. Mà ở trên thì ta thấy N1 trên N2 bằng 2, như vậy N2 trên N1 sẽ bằng 1/2. Từ đó ta suy ra U phẩy 2 nhân chéo lên bằng 2 lần U phẩy 1, tức là bằng 440V. Ta qua bài số 3. Người ta truyền tải đi từ nhà máy điện một công suất điện lập B bằng 10·18W bằng đường dây dẫn có điện trở tổng cộng 10 ohm. Hiệu điện thế phát ra từ nhà máy điện đối với hai đầu đường dây này bằng U1 bằng 10·5V. Câu A, tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. Thì câu này có khó không em? Là câu này người ta đã cho hết các điều kiện và người ta cũng không nhắc gì đến máy biến thế. Như vậy ta cứ áp dụng công thức tính P hao phí bình thường và em tính ra. Câu B, tính lại công suất hao phí trên đường dây nếu ở hai đầu đường dây này người ta dùng một máy biến thế có tỷ số số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp là N1 trên N2 bằng 1/10 để thay đổi điện thế của nhà máy điện phát ra trước khi nối vào đường dây. Như thầy đã nói ở trong cái phần phương pháp thì câu này người ta tính kêu mình tính cái công suất hao phí nhưng mà có sử dụng máy biến thế nha. Cho nên trước khi tính cái P hao phí thầy đã nhắc là các em phải tính hiệu điện thế ở cuộn dây thứ cấp rồi mới tính P hao phí. Thì ở câu A các em tính công suất hao phí cho tỏa nhiệt trên đường dây nhưng mà phải ghi rõ ra là khi hiệu điện thế là U1 bằng 10·5V. Là các em viết công thức thay bằng U1, các em thay số thì ta thấy là dùng công thức này ta rút gọn rất là nhanh, 10·8 chia cho 10·5 còn lại 10·3, bình phương lên là 10·6 nhân cho 10 bằng 10·7. Không cần phải bấm máy tính nha. Và câu B, trước khi tính lại cái P hao phí thì ta phải tính hiệu điện thế cuộn thứ cấp, tính U2. Như vậy ta đảo lại thứ tự công thức là U2 trên U1, thì bên kia ta cũng đảo lại là N2 trên N1. Khi ta đảo lại như thế thì ta suy ra U2 là dễ hơn, N2 trên N1 bằng 10, nghịch đảo lại cái điều kiện người ta cho, N1 trên N2 bằng 1/10 đấy. Như vậy suy ra U2 bằng 10 lần U1, tức là bằng 10·6V. Rồi bây giờ ta tính lại cái P hao phí thì ta thay cái U bằng U2 bằng thay số vô và ta tính được là 10·5W. Ở bài này, ở câu B, nếu như những em khá giỏi thì ta có thể lập luận để ta ra được cái kết quả cuối cùng mà không phải dùng phép tính. Thì trình tự các bước lập luận như thế này. Trước hết là các em viết công thức P hao phí bằng P bình chia U bình nhân R. Và các em kèm theo điều kiện là P, R không đổi. Từ đó các em mới suy ra P hao phí tỷ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế. Thì hiệu điện thế lúc sau gấp 10 lần lúc đầu. Như vậy bình phương hiệu điện thế sẽ tăng lên 100 lần. 10 bình phương là 100 lần. P hao phí tỷ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế. Như vậy hiệu thế tăng lên 100 lần thì P hao phí sẽ giảm đi. Hiệu thế tăng lên 10 lần, bình phương hiệu thế tăng lên 100 lần thì P hao phí sẽ giảm đi 100 lần. Từ 10·7 giảm xuống 100 lần, còn 10·5W. Thì kết quả nó cũng ra bằng 10·5W. Ta qua bài số 4. Ta cần truyền tải đi một công suất điện là P bằng một đường dây dẫn có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế xoay chiều là U.
Câu A, viết công thức xác định công suất hao phí áp dụng ra cho các cái dữ liệu và các em thay số các em tính. Ở câu B, nếu ta tăng hiện thế hai đầu đường dây lên giá trị u phẩy thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là bao nhiêu? Câu này cũng tính lại công P hao phí. Câu C, để tăng hiện thế hai đầu đường dây từ u đến u phẩy như trên, người ta dùng một máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây, cho biết số vòng dây của thứ cấp là 20.000 vòng, tính số vòng dây của cụm sơ cấp. Thì qua cái bài này các em nhận xét là gì? Cũng là dạng bài tập cơ bản, cũng là tính P hao phí và cũng có hai trường hợp. Bài này nó khác với bài trước ở chỗ nào? Là bài trước người ta cho biết tỷ số số vòng dây để tính cái P hao phí. Còn bây giờ bài này ở câu B người ta đã kêu mình tính cái P hao phí thì ta ngược lại ta sẽ tìm số vòng dây. Ta tóm tắt. Thì cái câu A thì câu dễ dàng, các em tính, các em chỉ việc viết công thức rồi các em thay số. Ta tính được P hao phí bằng 200.000 W. Ở câu B ta tính lại cái P hao phí khi sử dụng hiện thế U phẩy bằng 50.000 V. À, như vậy ta ghi lại P công suất hao phí trên đường dây khi tăng hiện thế đến 50.000 V. Ta sẽ thay cái U bây giờ thành U phẩy là 2.000 W. Số vòng cuộn sơ cấp của máy biến thế này cũng từ công thức máy biến thế U trên U phẩy đây chính là U2 đấy. Ta thay số vô. Từ đó ta tính được N2 bằng N1 bằng N2 chia cho 10 bằng 2.000 vòng. Đến đây thì các em đã được thầy chia sẻ 4 bài tập vận dụng, bài tập về truyền tải điện năng đi xa, máy biến thế. Những bài tập luyện tập dành cho mấy em thầy sẽ đăng lên cái trang web của trường, thì các em vào cái trang web đó và các em lấy bài tập và các em tự các em luyện tập. Thì tiết học này đến đây là tạm dừng, thầy sẽ hẹn các em ở tiết sau. Chào các em.